Đây là bài viết Buông bỏ để đi đẻ của tác giả Mihan Gu. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Tớ đang áp lực viết một câu chuyện nhiều like để ủng hộ tinh thần đi đẻ của bạn mình. Sẽ nói như thế nào cho thu hút nhỉ? Mỗi một like hay là upvote là các bạn đã góp phần chung tay vào quỹ Lời chúc mẹ sườn đẻ tốt. Chỉ cần một thao tác đơn giản, ở bất cứ nơi đâu, bạn đọc cũng có thể dễ dàng góp sức, góp phần xây trường gia, tinh thần đi đẻ của mẹ sườn vững mạnh hơn. Thôi bỏ đi! Xuân sắp đẻ em bé sườn, đặt tên con sườn vì Xuân rất thích ăn món sườn. Nghe lý do ý nghĩa sâu sắc vậy, không biết sau này con nó có buồn không nhỉ? Nhưng mà thôi, con người thể hiện tình yêu theo những cách thật khác nhau, từ yêu thích đồ ăn cho đến tình yêu con cái. Ngày dự đẻ của Xuân là mùng 5 tháng 5 này này. Chuyện không chỉ có thế, vấn đề là từ lúc trước cưới cho đến nay sắp đẻ, cái mong muốn được làm nhân vật chính trong một câu chuyện của Xuân vẫn không hề vơi giảm. Con người ai cũng thấy mình đặc biệt trong thế giới của chính mình, một cách thầm kín vi tế hoặc rõ ràng. Và mong muốn được người khác công nhận một cách dễ hiểu. Vậy nên tớ thông cảm cho Xuân, cho việc nó ngu ngốc vui sướng mà đọc bài viết có nó làm nhân vật chính, dù bài viết đó có mỗi tớ với nó đọc. Các bài viết trước có hơn 500 lượt xem, tớ xem lại rồi, bài Sinh nhật Xuân một năm trước có 612 lượt. Tớ khá đảm bảo là nhân vật chính đã đọc hơn 500 lượt, tác giả của nhân vật chừng 50 lượt, còn lại đâu đó khách vãng lai lỡ tay click thôi. Dông dài đổ lỗi thôi, dù sao thì ngày hôm qua cũng là một ngày tớ muốn kể. Sáng tớ ngồi hiên tầng 2 Lim Coffee tỉ tê với Hải Anh. Hai đứa ngồi ghế gỗ, nhìn ra mấy lùm cây xanh xanh tươi tươi, một vạt trời xanh xanh trong trong, thi thoảng gió dịu dịu mát mát và đặc biệt là có mái ngói y hệt như lần đầu Hà Nội cà phê chỗ Vạn Bảo. Nhạc trẻ mở to, toàn những bài quen dù lúc thích lúc không. Khách khứa nói chuyện thật ồn, nhưng ồn vậy mới tuyệt. Hai đứa ngồi tỉ tê liên tục mấy tiếng đồng hồ, chẳng lo có nói to quá hay không. Không biết nữa, Hải Anh đang có chuyện không vui. Nhưng lúc này, Hải Anh chắc chẳng muốn khuyên nhủ gì nhiều. Tớ cũng not có kinh nghiệm gì mà khuyên. Tớ giỏi lắng nghe và giỏi thảo mai để cùng Hải Anh nói sâu thế giới. Những lúc này nó cần sự đồng cảm, tớ nghĩ vậy. Trước đó Hải Anh cũng bực dọc kể Kiều Anh bảo tao thôi đừng buồn nữa hãy vui lên đi. Mẹ, nghe có điên không? Đang buồn mà nói đừng buồn nữa vui luôn đi. Vui được thì tao đã vui rồi, cần gì buồn. Nghĩ đúng thật. Ai lại kêu người đang buồn là vui lên đi. Vậy nên tớ chẳng dám kêu gì. Nghe Hải Anh kể chuyện, tớ thầm nhớ về câu cũ từng nói rằng mình đang sống hộ cảm giác bao nhiêu cuộc đời với bao nhiêu mùi vị hỉ nổ ái ố rồi, dù đời mình vẫn cứ như vậy. Thành tâm truyền may mắn bình an lên cho mẹ con Hải Anh. Vâng, Hải Anh là con gái, không phải con trai. Sorry vì tớ đường đột không giới thiệu trước. Tớ hứa với Hải Anh rồi, sau này mon nuôi hai mẹ con Hải Anh, không cần ai cả, chỉ cần mon giàu. Chiều 3 giờ bắt đầu ca thi thứ hai là ngồi với Xuân. Giống như việc thích chiếc váy đen nhất ở đoạn cổ tay mà chẳng ai ngoài người mặc thấy. Giống như thích bài hát That's Life ở đoạn nhạc dạo mở đầu. Tớ thích lắm buổi cà phê cái lúc đến sớm, ngồi lặng một mình chờ một người thân quen. Thích đến độ lúc nào mà không đến sớm được thì tiếc lắm. Trước khi đến quán thì đi anh Grab cũng rất dễ thương, giọng vinh, nói điểm đạm, đi qua đèn đỏ còn nhắc người còn lại. Đèn đỏ chỗ này được đi thẳng chị ơi. Khi tớ tự nhủ, ô trời đang muốn mưa này, thì anh nói ngay, ừ trời đang mùa mưa bão, với cái giọng làm trầm cả mưa bão. Và quan trọng là cái giá cuốc 41.000 nhưng chỉ lấy tớ 40.000. 1.000 bằng chữ là 1.000 đồng đó thôi, mà thay đổi hết quan điểm về lối sống, tinh thần ứng xử, đạo đức văn hóa của cả thành phố Vinh trong tớ. Tớ lại ngồi ghế gỗ, nơi cũng nhìn khoảng trời xanh xanh trong trong, gió mát mát, nhìn thấy cả mấy chiếc máy may cũ như của bà nội ngày xưa. Đặt bình nước lên bàn, tớ ngồi tựa ghế thả lỏng. Một con chó đen chạy đến bên cạnh, ngước nhìn đắm đuối. Tớ cũng ném lại ánh nhìn thờ ơ của một người không có tình yêu tha thiết gì với động vật. Chị Mon lại là người thích ngôn từ, không có ngôn từ thì không giao tiếp, không giao tiếp thì không có tình cảm. Đang nghĩ vậy thì con chó bỏ đi. Con chó chê chị Mon trước, tớ là người bị đá. Chị dốt quá, không biết tiếng chó, tớ đoán nó chê tớ vậy. Mùng 5 tháng 5 này, Xuân dự là đẻ, nghe nói có thể sớm hoặc muộn đi mấy hôm. Vậy nên trước khi nói chuyện, tớ phải chạm vào bụng Xuân và nói, Sườn ơi, con đừng chui ra vào chiều nay nha. Con mà ra ở tiệm cà phê lúc này là mẹ ngất đây luôn, và chắc chắn sẽ đặt con tên là Mỹ Hạnh để kỷ niệm sự kiện trọng đại này. Dù con là con trai, mẹ phải chống lại cả thế giới.
Xuân cũng có mấy tâm sự không vui, nhưng khó hiểu ở chỗ là khi ngồi với Xuân thì hai đứa sẽ cười như thay phần cho cả thành phố Vinh tẻ nhạt này, nguyên suất combo một năm. Các cậu sẽ khó lòng tưởng tượng cảnh cười mà đau cả cơ bụng, mỏi cả lưng cả cổ vì phải gặp người xuống quằn quại mà cười. Đương nhiên thì là mình tớ mỏi thôi, Xuân không gặp người được vì có một cái nồi cơm điện 3 lít đang ở bụng nó. Mỗi khi cười là nó phải khó nhọc ngả người ra sau hoặc cong người nhẹ phía trước chút đỉnh. Mấy lần phải lấy khăn lau nước mắt, thế nên là cũng khó mà tả trọn vẹn cho tròn cảm giác đó. Chỉ biết là những lúc này tớ rất vui, tớ rất muốn Xuân cười nhiều như thế. Mấy lần đã có suy nghĩ ngạo mạn rằng Phúc có thể thương Xuân nhiều nhất quả đất này, nhưng chưa có ai như Mon có thể làm Xuân cười nhiều và cười đến lao lực đến vậy. Chỉ Mon mới cùng Xuân biến thành hai nhân vật duy nhất trong thành Vinh này, biết gom góp những thứ ngu xuẩn tủn mủn nhất thế giới ra để mà cười cợt. Ngu xuẩn tủn mủn là chuyện Xuân kêu không cần mua gì nữa cả, Xuân chỉ cần gói đẻ bệnh viện quốc tế không đau. Nghe đầu mấy chục triệu một ca cơ ấy. Đẻ mà không đau thì thiên đường mà tế lễ cơ mờ nờ rờ chứ quốc tế cái gì nữa. Tớ bĩu môi, Xuân nói sắp tới sẽ đẻ ở viện sản nhi 300 nghìn một ca, rồi thêm chừng 1 triệu bonus cho bác sĩ. Tớ lại bĩu môi chỉ vào bụng, Xuân chịu thiệt thòi xíu nha, mẹ đẻ gì được chọn có suất hơn 1 triệu, sau này mẹ Mon giàu sẽ đầu tư cho mẹ Xuân đẻ em thứ hai gói quốc tế không đau. Nhưng mẹ Mon á, nhất quyết sau đẻ gói 300k thôi, không chịu bonus thêm cho ai. 300 mà bảo hiểm đỡ 80%, vị chi là còn có 60k. Chào ôi, đẻ một đứa mà 60k bằng có suất cơm chưa? Thế là hai đứa lại ngồi cười cợt chuyện cầm 60k đi đẻ. Ngu xuẩn tủn mủn là chuyện đang ngồi dưới Xuân bảo, Mon ngồi đó đi, tao chụp ảnh cho đẹp lắm. Rồi cười cợt cảnh nó vác cái nồi cơm điện lê lết ra chụp ảnh cho tớ mà, không cúi người để chụp được. Lúc chụp được tấm ưng ý thì nó quay về ngồi cạnh, tớ bảo, chết mẹ rồi, đẹp quá, tao đi thi hoa hậu đây. Tao sẽ kiếm một suất đẻ quốc tế không đau cho mày. Rồi hai đứa lại cười toang hoác ra, không biết ai đó mà nghe thấy thì có cười nhạt dè bỉu chúng mình không nhỉ? Ngu xuẩn tủn mủn là chuyện Xuân bị thay đổi nội tiết ngứa điên dại, đã thế còn ngu si mặc chiếc váy đen có chất vải khó chịu, thế là ngồi được mấy phút lại ngứa đến rát đỏ luôn. Nó vừa cao có vừa cười cợt chuyện nó ngứa. Hai tay Xuân cứ ngồi gãi gãi cái bụng, ngứa mà gãi thì không phải là vấn đề là mỗi lúc nhìn động tác gãi của tay nó là tớ không nhịn được cười. Tớ bảo đó là một hành động làm mất mỹ quan đô thị và bôi nhọ hình ảnh làm mẹ cao đẹp. Diễn tả sao nhỉ? Mỗi lúc nó gãi cái nồi cơm điện là tớ nghĩ đến con khỉ. Không được, mẹ Sườn không thể là một con khỉ được. Hai đứa lại cùng nhau bàn phương pháp thay thế, gãi như thế nào cho thanh tao, ví như Xuân có thể đeo găng tay cute để che, ví như Xuân có thể áp dụng các động tác như gội đầu ngoài tiệm chẳng hạn. Từng hàng đều nhau, thế nhưng mà nhớ đừng làm động tác chặt chặt. Có thế thôi mà hai đứa cứ cười vật lên vật xuống, cười mệt quá thì lại vào ngồi ghế nghỉ lấy sức cười tiếp. Ngu xuẩn tủn mủn là chuyện, tớ hỏi nhìn mày như thế này Phúc chồng mày có trầm cảm không? Tớ bảo thường thì người mang bầu bị xáo trộn tâm lý, nhưng với riêng trường hợp của Xuân thì chồng Xuân mới là người stress. Xuân bảo Xuân vẫn thấy mình may mắn lắm, Phúc thương Xuân từ lúc yêu cho đến tận bây giờ. Tớ nghĩ Phúc thương Xuân nhiều hơn ở hiện tại. Cảm giác như mọi ân cần chăm lo của thế giới này dành cho Xuân đã gom góp hết chỗ Phúc mất rồi. Vậy nên lỡ mày có bị thế giới hắt hủi thì cũng ráng chịu nha Xuân. Xuân cũng kêu là do Xuân may mắn. Chúng tớ nói bao nhiêu chuyện vớ vẩn nữa và cười cợt chúng, cười trong điên dại. Tớ sẽ không kể được tiếp, vì kể thì mọi người sẽ thấy chúng tớ điên dại và xấu tính như thế nào. Tin tớ đi, muốn đồng cảm và cười được thì các cậu phải đủ nhỏ nhen xấu xa cơ, nếu không thì tớ bị anti mất. Chuyện cà phê không lãng mạn như cái lúc tớ ngồi một mình, vậy nên câu nói hạnh phúc chỉ do mình tự mang lại cho mình là đúng mà. Với lý do củ chuối là Xuân ngứa quá phải bắt taxi về thay đồ, dù ban đầu Xuân muốn chứng minh tình cảm của mình bằng việc mặc chiếc váy đôi. Nhưng chương trình diễn ra vẫn rất đặc biệt, cảm ơn cậu, thật sự là đặc cảm ơn biệt. Tớ nhắn Xuân vậy, những mối quan hệ, những cuộc trò chuyện với riêng tớ, ý nghĩa hay đặc biệt không nằm ở nội dung câu chuyện hay việc làm, nó nằm ở cảm giác khi tớ ở cạnh họ ngay lúc đó. Mà chính Xuân, à không, mẹ con Sườn, đã thực sự rất đặc biệt trong lòng tớ rồi. Vậy nên chúng tớ chỉ cần ngồi cạnh nhau, nói về chuyện gãi ngứa, nói về chuyện đi đẻ 1 triệu ba, vẫn thật sự rất đặc biệt. Đọc đến đây cũng dài, nhưng mà chưa đủ đúng không Xuân? Tao biết mày có nhiều thứ muốn kể hơn, ta cũng muốn kể nhiều nữa, vì chuyện còn chưa hết.
Nhưng mà thôi, buông bỏ đi, buông bỏ mà đi đẻ đi má ơi. Đừng mong cầu làm nhân vật chính gì tầm này nữa. Nhớ là lúc đẻ đừng có hét to, đẻ triệu ba người ta không ăn cần xoa dịu đâu, lại còn chửi cho vỡ mặt bây giờ đấy. Gắng nhá. Hãy thở đúng, năm ngón tay cái mà đẻ, Sườn sẽ chào đời với lời nguyện cầu từ mẹ Mon, bình an và khỏe mạnh, chỉ cần vậy thôi. Người mẹ nào cũng mong dành những điều tốt đẹp nhất cho con mình, Xuân nói thế. Điều tốt nhất là sự thương yêu và trí tuệ. Mẹ Xuân gắng đi nha. Mẹ Xuân đừng áp lực chuyện đồ xịn vải mềm 300k một bộ sườn mặc mới ưng, bỉm Bobby hay là Muni gì cũng được. Không bỉm thì vải xô còng lưng mà giặt thôi, thế nào cũng xoay được. Mẹ bình an vững chãi, Sườn mới học được từ mẹ sự vững chãi bình an chứ. À này, buông thì buông chuyện đòi viết bài mới thôi. Nhớ đẻ xong nằm giường ở cữ thì phải vào đọc truyện thường xuyên nhé. Cho bài viết này có được lượt xem 1.000 view cho Mon. Gì chứ, cái này tao tin mày làm được. Love you to the moon and back, hai mẹ con. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Và mình là Khánh Linh. Bye!